Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh tin tức online. Thông tin đầu tiên mang nhiều hy vọng cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi mới đây Hàn Quốc thắng Thái Lan 3-1 ở VNL 2024, trong khi Việt Nam đã từng hai lần đánh bại Hàn Quốc trong năm 2023. Kính thưa quý vị, trong một ngày đầy nắng, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã đáp chuyến bay tới Hà Nội để tham dự chặng một CV League 2024. Họ mang theo sự tự tin và quyết tâm mạnh mẽ, được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, thách thức đang chờ đợi họ phía trước khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò của ông chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với đội bóng mạnh này. CV League 2024 đang đến gần, nhưng những ký ức về volleyball Nations League 2024, VNL 2024 vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ. Đây là một trong những giải bóng chuyền danh giá bậc nhất thế giới cấp độ đội tuyển quốc gia, diễn ra cách nay hơn 2 tháng. Trong giải đấu này, tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã gây sốc khi thắng thuyết phục Thái Lan với tỷ số 3-1, các set lần lượt là 25, 19, 23, 25, 25, 16 và 25, 18. Đó là một trận đấu không thể nào quên, và danh sách thi đấu của tuyển nữ Thái Lan ở trận ấy gần như giống hệt với danh sách thi đấu của họ ở chặng 1 CV League 2024. Có một sự khác biệt đáng chú ý là trong trận thua Hàn Quốc 1-3 ở VNL 2024, Thái Lan đã sử dụng chủ công Kujibo, người đã ghi 15 điểm trước Hàn Quốc, và không có sự phục vụ của chủ công Achachanpong Konggiok. Tuy nhiên, ở lượt đi CV League năm nay, Achachanpong Konggiok sẽ góp mặt, còn Kujibo thì không. Sự thay đổi này có thể mang đến những bất ngờ và thử thách mới cho đối thủ. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng đánh bại Hàn Quốc ở cả giải vô địch châu Á 2023 và ASIAD 2023 với cùng tỷ số 3-2 sau những cuộc ngược dòng kịch tính. Nếu Hàn Quốc có thể đánh bại Thái Lan 3-1 ở VNL 2024, thì liệu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể làm được điều đó hay không? Chúng ta hiện tại đã có thể thắng Hàn Quốc, và lần này, chúng ta còn có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà khi đối đầu Thái Lan ở lượt đi CV League 2024. Lực lượng của tuyển nữ Việt Nam hiện tại cũng được đánh giá là rất mạnh và đồng đều, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật và thể lực. Vậy, liệu chúng ta có thể giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan trong cuộc đối đầu diễn ra lúc 19h00 ngày 4 tháng 8 năm 2024? Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ suy nghĩ của mình trước giờ khai màn giải đấu. Tôi nghĩ là tuyển Việt Nam rất khó thắng Thái Lan. Họ mang lực lượng mạnh nhất tham dự CV League và họ rất quyết tâm vô địch sau thất bại ở VNL 2024. Những lời nói của huấn luyện viên Tuấn Kiệt không chỉ là một sự thừa nhận về sức mạnh của đối thủ mà còn là một lời cảnh tỉnh cho toàn đội. Thái Lan đến với CV League 2024 với tinh thần quyết tâm và khát khao sửa sai sau thất bại tại VNL. Nhưng trong thể thao, không gì là không thể. Với lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả và một đội hình chất lượng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên điều kỳ diệu. Rõ ràng, với đội hình giàu kinh nghiệm và đã khẳng định đẳng cấp tại nhiều giải đấu lớn, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan bước vào CV League 2024 với tư thế đầy tự tin và quyết tâm cao độ. Họ không chỉ mạnh về kỹ thuật và chiến thuật, mà còn sở hữu tinh thần chiến đấu quyết liệt, đặc biệt là sau khi không đạt được thành công như mong đợi tại VNL 2024, nơi họ xếp hạng 13, 16 chung cuộc. Danh sách các tuyển thủ Thái Lan tham dự lượt đi CV League 2024 thể hiện sự đa dạng và mạnh mẽ ở mọi vị trí. Họ có 3 phụ công Thatado Nuyen, HTA Bamunguk và Wimonrat Thanapan, 2 đối chuyền Pimpicha Kokram và Thanacha Sukkot, 2 chuyền Haiponpun Guespak và Nathaichit Jason, 5 chủ công Chakchua Moxi, Sasipan Yanthawis, Kutika Kewin, Donphon Sinfo và Achachanpong Konggiok, cùng 2 libero Pianukpano và Jidapa Nahum. Sự kết hợp này tạo nên một đội hình toàn diện, đáng gờm và sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch CV League. Nhưng không chỉ Thái Lan, các cô gái của chúng ta cũng không kém phần xuất sắc. Họ đã từng vượt qua nhiều thử thách cam go, từng chiến đấu với tất cả trái tim và lòng quyết tâm. Trận đấu với Thái Lan sẽ là một thử thách lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để họ khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của mình. Từng pha bóng, từng cú đập sẽ là minh chứng cho niềm tin, khát vọng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội tuyển. Trong những ngày tháng chuẩn bị cho CV League 2024, các tuyển thủ Việt Nam đã tập luyện không ngừng, trau dồi kỹ năng và hoàn thiện chiến thuật dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm của cả đội là nguồn động lực mạnh mẽ để họ đối đầu với những đối thủ mạnh như Thái Lan. Tất cả đang chờ đợi một trận đấu nảy lửa, nơi mà từng pha bóng sẽ làm rung chuyển cả sân đấu và trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Hãy cùng nhau cổ vũ và tin tưởng vào các tuyển thủ của chúng ta, bởi họ chính là niềm tự hào của Việt Nam trên con đường chinh phục vinh quang tại CV League 2024. Trong bầu không khí sục sôi của ngày thi đấu, sân vận động sẽ trở thành nơi mà mọi cảm xúc bùng nổ. Cổ động viên hò reo, tiếng trống rộn ràng và lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới sẽ là nguồn động lực to lớn cho các tuyển thủ. Những cú đập mạnh mẽ, những pha cứu bóng ngoạn mục và những chiến thuật tấn công sắc bén sẽ là vũ khí lợi hại của đội tuyển Việt Nam. Cuộc đối đầu với Thái Lan hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và nghẹt thở, nhưng đó cũng là lúc để các tuyển thủ của chúng ta chứng minh bản lĩnh và tinh thần chiến đấu không lùi bước. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đã rèn luyện hết mình và giờ đây, họ sẵn sàng bước vào trận chiến với niềm tin chiến thắng. Hãy cùng nhau tiếp lửa cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, cổ vũ cho những chiến binh dũng cảm của chúng ta. Mỗi tiếng hò reo, mỗi lời cổ vũ sẽ là động lực để họ vượt qua mọi thử thách, tiến tới vinh quang và mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và khát khao, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ làm nên những điều kỳ diệu tại CV League 2024. Thông tin tiếp theo, Trần Thị Thanh Thúy được câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ coi như ngôi sao biểu tượng giữa lúc chuẩn bị thi đấu CV League 2024. Trong một thông báo đầy phấn khích và háo hức, câu lạc bộ Kujibo của Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tải thông tin về buổi lễ bốc thăm lịch thi đấu mùa giải mới 2024-2025 với hình ảnh nổi bật của Trần Thị Thanh Thúy và đối chuyền người Nga Lajaver. Hình ảnh này không chỉ đại diện cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội bóng mà còn khẳng định vị thế của Thanh Thúy trong mắt câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ như một ngôi sao biểu tượng của đội. Buổi lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8 và sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube TVS. Đây là một sự kiện được mong chờ, không chỉ bởi các fan hâm mộ mà còn bởi chính các cầu thủ và ban huấn luyện. Sự xuất hiện của Thanh Thúy trong thông báo trên mạng xã hội của Kujibo cho thấy cô không chỉ là một cầu thủ quan trọng mà còn là niềm tự hào của đội bóng. Với chiều cao ấn tượng 1m90, Thanh Thúy cùng đối chuyền người Nga Lajaver và phụ công người Thổ Nhĩ Kỳ Bragen là ba vận động viên cao nhất của câu lạc bộ Kujibo, tạo nên một bức tường chắn vững chắc và đầy uy lực. Kinh nghiệm thi đấu của Thanh Thúy ở các giải vô địch quốc gia Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản cùng với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải vô địch châu Á 2023, AVC Challenge Cup 2023, SIVB Challenger Cup 2023 và 2024 đã khiến cô trở thành một cái tên sáng giá. Những bước bật nhảy mạnh mẽ, những cú đập uy lực và khả năng phòng ngự xuất sắc của Thanh Thúy đã thu hút sự chú ý của không chỉ người hâm mộ mà còn của các chuyên gia và huấn luyện viên quốc tế. Với tất cả những yếu tố đó, Kujibo đã quyết định ký hợp đồng chính thức có thời hạn 10 tháng cùng mức lương $250.000 một mùa với đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mà không yêu cầu thử việc. Đây là một bước đi táo bạo nhưng đầy tính toán của câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ khi họ tin tưởng rằng Thanh Thúy sẽ mang lại sức mạnh và niềm cảm hứng cho đội bóng. Không chỉ vậy, câu lạc bộ còn cấp cho Thanh Thúy một căn hộ cao cấp để sinh hoạt, cấp xe và cho lái xe riêng đưa đón cô đến sân tập do cô chưa có bằng lái xe. Những điều kiện ưu đãi này cho thấy sự coi trọng và đánh giá cao của câu lạc bộ Kujibo đối với Thanh Thúy như một ngôi sao không thể thiếu trong đội hình. Tất cả những điều này đã tạo nên một bầu không khí hứng khởi và kỳ vọng cao độ trong lòng người hâm mộ. Thanh Thúy không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn đang trở thành một biểu tượng quốc tế, mang đến niềm tin và hy vọng cho các cổ động viên bóng chuyền trên toàn thế giới. Buổi lễ bốc thăm tối nay hứa hẹn sẽ là một sự kiện đầy cảm xúc, mở ra một mùa giải mới với nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội để Thanh Thúy và câu lạc bộ Kujibo chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh của mình. Hiện tại, Thanh Thúy đang trong quá trình chờ cấp visa để sang Thổ Nhĩ Kỳ và trong thời gian chờ đợi này, cô cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự chặng 1 của CV League 2024. Đây là một khoảng thời gian đầy thách thức và cơ hội để Thanh Thúy thể hiện bản lĩnh cũng như tinh thần chiến đấu của mình. Các trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Philippines, Indonesia và Thái Lan vào lúc 19h các ngày 2 tháng 8, 3/8 và ngày 4 tháng 8 năm 2024. Những cuộc chạm trán này không chỉ là thử thách về kỹ thuật và chiến thuật mà còn là cơ hội để các cô gái của chúng ta thể hiện tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm trước những đối thủ mạnh mẽ trong khu vực. Sau khi kết thúc chặng 1 của CV League 2024, Thanh Thúy sẽ ngay lập tức lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để hội quân với các đồng đội mới tại câu lạc bộ Kujibo. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô, nơi mà kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng chơi đa năng của cô có thể đảm nhiệm vai trò chủ công, phụ công và đối chuyền sẽ được phát huy tối đa. Với khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo, Thanh Thúy hứa hẹn sẽ nhanh chóng hòa nhập và trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình của Kujibo. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất hiện nay là thể lực của Thanh Thúy chỉ mới hồi phục 50-60. Nếu không đạt được thể lực tối ưu, cô có thể gặp khó khăn trong việc thi đấu với hiệu quả cao nhất, hay thậm chí là lấy lại phong độ đỉnh cao như từng thể hiện trong năm 2023. Điều này đặt ra một thử thách không nhỏ cho Thanh Thúy, khi cô cần phải cân nhắc giữa việc cống hiến cho đội tuyển quốc gia và việc chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường mới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong mỗi trận đấu sắp tới, ánh mắt của hàng triệu người hâm mộ sẽ dõi theo từng bước chân của Thanh Thúy trên sân. Những cú đập mạnh mẽ, những pha cứu bóng ngoạn mục và sự hiện diện đầy uy lực của cô sẽ là nguồn động lực lớn lao cho toàn đội. Tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ và khát khao chinh phục đỉnh cao của Thanh Thúy sẽ là chìa khóa giúp cô vượt qua mọi thử thách trước mắt. Hãy cùng nhau tiếp lửa cho Thanh Thúy và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong chặng đường sắp tới. Cùng hy vọng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần không lùi bước, Thanh Thúy sẽ không chỉ tỏa sáng tại CV League 2024 mà còn mang đến những thành công rực rỡ tại câu lạc bộ Kujibo. Những trận đấu kịch tính và đầy cảm xúc đang chờ đợi, và cùng nhau, chúng ta sẽ chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của bóng chuyền Việt Nam.